Hello, ngoài được biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui khi gặp lại quý khán giả trong chương trình tác nghiệp chiều ngày hôm nay, ngày 12 tháng 1, một ngày trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt đi của AFF Cup 2022. Rất vui khi được đồng hành cùng với Red Bull, năng lượng tích cực hừng hực chiến thắng. Và bây giờ thì mình sẽ mang đến cho quý khán giả những thông tin về đội tuyển Thái Lan. Let's go! Trong lúc đội tuyển Việt Nam vẫn còn chưa tập luyện xong và rời khỏi sân Mỹ Đình thì các thành viên của đội tuyển Thái Lan cũng đã tới để chuẩn bị bước vào phần tập luyện. Chúng ta có thể dễ dàng thấy Cherathorn Bunmathan. Các cầu thủ Thái Lan thì có thể hình khá là khiêm tốn nếu mà so với cầu thủ của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Có nhiều cầu thủ Thái ở đội hình lần này có chiều cao trung bình chỉ khoảng 1m68 cho đến 1m75. Thậm chí còn có cầu thủ thấp hơn cả mình nữa, chắc tầm khoảng 1m65. Đây là Sarat Yuyen. Đây là Tirasin Dangda. Chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của AFF Cup. Đây là trợ lý của huấn luyện viên Alexander Bonking. Bonking vẫn tiếp tục ngồi ở trên xe thay vì là di chuyển xuống giống như là các học trò của mình. Cuối cùng thì nhà cầm quân Đức cũng đã đi xuống dưới để đi vào tập luyện. Thank you. Thank you. Ok. Lên xong chưa? Thái ơi. Sau khi mà lấy được chữ ký của huấn luyện viên Park Hang-seo, trợ lý Lee Young-jin cùng với các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam thì bây giờ mình sẽ tác nghiệp phần tập luyện của thầy trò huấn luyện viên Mano Polking. Lúc nãy thì đội tuyển Thái Lan đến khá là sớm và ngay sau khi đội tuyển Việt Nam rời khỏi sân Mỹ Đình thì họ đã vào trong sân để bước vào phần tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào lúc 19:30 tối ngày mai 13 tháng 1.
Vâng, sau khi mà đứng rất xa thì bây giờ các cầu thủ của đội tuyển Thái Lan đã di chuyển qua khu vực bên này rất là gần để báo chí có thể dễ dàng tác nghiệp được rồi ạ. Ta có thể thấy nụ cười rất là tươi và đầy tự tin của Thiraton Bunmathan, đội trưởng của đội tuyển Thái Lan, người rất nổi bật với mái tóc màu vàng. Đây là các thủ môn của đội tuyển Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Như đã nói thì thời tiết lúc này ở Hà Nội rất lý tưởng cho trận đấu chung kết được đi giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Ngày mai thì trời sẽ còn ấm hơn, rất tuyệt vời. Và hy vọng rằng là người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta sẽ đến sân Mỹ Đình để tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đường đến chiếc cúp vô địch Đông Nam Á năm 2022. Thành bại hay không có yếu tố, có vai trò rất quan trọng của người hâm mộ bóng đá. Những ai đã yêu mến và luôn đồng hành cùng với đội tuyển Việt Nam thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam trước khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có chuyến làm khách tại sân Thammasat vào ngày 16 tháng 1 tới. Hy vọng rằng là người hâm mộ sẽ phủ kín các khán đài của sân Mỹ Đình. Và lúc này thì giới truyền thông đã được yêu cầu rời khỏi sân. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình tiếp theo của Vlog Ngoài Được Biết ạ. Bye bye.